Thưa quý vị, theo văn hóa Á Đông thì theo quan niệm của người Việt, dấu mốc năm mới được tính bằng lịch âm, lịch của vòng quay 12 con giáp. Với 12 con giáp thì con giáp nhỏ nhất là chuột đã chia tay với chúng ta cách đây ít giờ để thay bằng con giáp lớn nhất, đó chính là con trâu, thưa quý vị. Năm 2021, năm Tân Sửu, tức là năm con trâu, con vật xếp vị trí thứ hai trong thập nhị đại chi. Chúng ta hãy cùng ôn lại một chút về con giáp này trong văn hóa phương Đông nói chung, Việt Nam nói riêng nhé. Chuyện về 12 con giáp kể rằng, thuở còn hỗn độn, Ngọc Hoàng hạ lệnh. Loài vật nào đến cổng thiên đình trước sẽ được chọn đứng đầu thập nhị địa chi. Trâu vốn có thói quen dậy sớm nên lên thiên đình từ hừng sáng. Chuột khôn lanh liền đề nghị cùng đồng hành, nhưng lại ngồi trên lưng trâu để hát cho trâu nghe. Đến gần cổng thiên đình, chuột từ trên lưng trâu nhảy xuống, đứng phía trước, mang chi tí. Sau chuột là trâu mang chi sửu. 12 con giáp trong lịch Pháp được xếp thành hai cực âm và dương đang xen nhau, và trâu thuộc cực âm. Trong tri thức về loài vật của các dân tộc phương Đông, trong đó có Việt Nam, trâu là con vật có mặt sớm nhất, bởi loài vật này gắn liền với nền văn minh cổ đại dùng Đông Nam Á và Nam Trung Hoa, văn minh lúa nước. Hình ảnh trâu và người sớm tối bên nhau trên đồng ruộng được xem là biểu tượng của sức khỏe, sự no đủ, cần cù. Thực ra tôi là một cô gái sinh ra từ làng, nên là cái hình ảnh về con trâu á, vô cùng là gần gũi. Khi mà nhìn thấy con trâu thì tôi cảm thấy một cái sự thân thuộc, thân quen, một cái tình cảm rất là gần gũi, nó giống như là một cái, không phải nói quá nhưng mà nó giống như cái linh vật của người Việt Nam vậy đó. Nó gắn liền với rất là cuộc sống đời thường của tất cả mọi người dân của chúng ta vậy. Gắn bó thân thiết từ lâu đời, hình ảnh con trâu thấm sâu vào đời sống văn hóa tinh thần của người Á Đông. Trong 28 ngôi sao chính, còn gọi là Nhị Thập Bát Tú, thuộc 4 chòm sao mà người phương Đông tìm thấy và đặt tên. Song Cừu thuộc chòm sao Huyền Vũ, nằm ở phương Bắc, là ngôi sao sáng nhất và đại diện cho những người có trí tuệ trác việt. Văn hóa phương Đông cũng xem trâu là vật thánh, vì vậy trâu thường được dùng để tế lễ cầu xin trời đất cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân gian an bình. Cũng vì ý nghĩa này mà trâu còn tượng trưng cho sự tốt lành. Ai mơ thấy trâu vàng đến nhà là điềm phú quý, mơ thấy cưỡi trâu giao thành là có hỷ sự, mơ thấy trâu sinh khé là tâm thành ý nguyện. Đạo Phật lấy hình ảnh trâu để truyền tải triết lý văn hóa, đạo lý sống, lấy hình ảnh thuần phục trâu để hướng người theo đạo, tự giác tu tâm, tu nhân. Con trâu trong cái đời sống văn hóa, tư tưởng của tu sĩ, nó gắn liền lắm. Nó trở thành là một cái phương pháp tu tập để có thể là thông qua cái phương pháp này có thể thấy được cái hình tướng bên ngoài, có thấy được cái tâm lý con người, rồi hiểu được cái cách ứng xử trong đời sống, rồi biết cách đối xử để tạo nên cái sự ổn định và phát triển cái năng lực còn tiềm ẩn bên trong của con người đó, giúp cho con người đó tiếp cận với xã hội, với cái nhóm của mình, và đồng thời là giúp cho họ phát triển được tài năng, tạo ra được nhiều cái lợi ích cho trong giáo pháp, trong đời sống tâm linh. Trong văn học dân gian Việt Nam, truyện về trâu nổi tiếng nhất có lẽ là chuyện Trí Khôn Của Ta Đây. Kể lại cuộc đấu trí giữa người với hổ cũng là có phần lý giải nguyên nhân trâu không có răng ở hàm trên. Trâu được thể hiện nhiều trong dòng tranh dân gian Đông Hồ, tiêu biểu cho các bức Chăn Trâu Thổi Sáo, Chăn Trâu Thả Diều, Chọi Trâu. Hình ảnh con trâu siêng năng, cần cù gắn liền với lũy tre làng thể hiện bản sắc văn hóa Việt và là một biểu tượng không chính thức của Việt Nam. Chính vì vậy,
con trâu vàng đã được Việt Nam chọn làm linh vật SEA Games 22 do Việt Nam đăng cai tổ chức năm 2003. Thưa quý vị, trong 12 con giáp, theo vòng quay âm lịch thì trâu là con vật gần gũi nhất với đời sống người Việt ở mọi phương diện, từ kinh tế đến văn hóa, bởi tiến trình phát triển của đất nước chúng ta bắt đầu từ nông nghiệp. Và chị Ngọc Diệu, và nếu chúng ta nói đến nông nghiệp, nói đến con trâu, thì tức là chúng ta đang nói đến một biểu tượng được đúc kết theo nhân gian gọi là con trâu là đầu cơ nghiệp, đúng không? Đúng rồi. Và cho đến khi đất nước chúng ta bước vào thời kỳ xây dựng phát triển sau hai cuộc kháng chiến trường kỳ giành hòa bình độc lập, thì con trâu vẫn cứ là đầu cơ nghiệp ở rất nhiều địa phương đó. Bởi vậy mà dù công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến đâu thì con trâu không còn cần thiết cho sản xuất nông nghiệp hiện nay, thì bài ca dao thấm đẫm tình cảm với người nông dân với con trâu thì vẫn cứ nằm lòng trong tâm khảm của rất nhiều thế hệ như là một cách để chúng ta hướng về nguồn cội, phải không Nhật Vinh? Không biết là Nhật Vinh có nhớ đến cái bài ca dao này hay không? Nhật Vinh nghĩ là mình nhớ. Bài ca dao có như thế này này. Trâu ơi, tao bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta. Kế cày là nghiệp nông gia, ta đây trâu đấy ai mà quản công. Phải không chị Ngọc Diệu? Đúng đâu đó Nhật Vinh. Con trâu đã cùng người nông dân Việt Nam đi suốt chiều dài lịch sử mấy ngàn năm và đã trở thành hình ảnh thân thiết của làng mạc, của ruộng đồng, của người nông dân Việt Nam. Thời Lý Trần, thế kỷ thứ 11, thứ 14, với chính sách trọng ruộng, khuyến khích chăm lo phát triển kinh tế nông nghiệp, nhà nước phong kiến rất quan tâm tới việc bảo vệ nguồn sức kéo. Năm 1123, vua Lý Nhân Tông xuống chiếu nhắc nhở, trâu là con vật quan trọng cho việc cày cấy, lợi cho người. Từ nay, cấm không được giết trâu ăn thịt. Ai làm trái thì trị theo pháp luật. Ở Việt Nam, trâu bò đã được thuần hóa từ lâu đời và được sử dụng chủ yếu cho sản xuất nông nghiệp. Với sự phát triển của cơ giới hóa nông nghiệp, vai trò của trâu bò dần bị coi nhẹ. Tuy nhiên, do địa hình Việt Nam có 3/4 là đồi núi, đại bộ phận nông dân sản xuất nhỏ, nên việc cơ giới hóa trong nông nghiệp vẫn còn hạn chế. Trâu bò cày kéo vẫn duy trì đâu đó ở những vùng nông thôn sâu xa hẻo lánh, vùng đồi núi. Chủ trương đẩy mạnh đầu tư cơ giới hóa cho nông nghiệp đang từng bước đưa nông nghiệp Việt Nam tiến theo nông nghiệp 4.0 trên toàn cầu, giúp ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển mạnh, bền vững, đồng thời giảm thiểu sức lao động, làm thay đổi cách canh tác thủ công và tăng thu nhập cho nông dân. Con trâu không còn là đầu cơ nghiệp, ngành công nghiệp đang phát huy ưu thế, nhưng không có nghĩa nông nghiệp mất đi vị thế. Nông nghiệp vẫn là bệ đỡ quan trọng của kinh tế đất nước. Cũng như tại Bà Rịa Vũng Tàu, nông nghiệp công nghệ cao đã được xác định là một trong tứ trụ kinh tế ở giai đoạn mới 2020-2025. Thưa quý vị, có quan điểm cho rằng trong thời đại phát triển như chủ bão của khoa học công nghệ thì hình ảnh con trâu kênh càng chậm chạp, không còn phù hợp. Thời đại mới, tất cả đều nhanh chóng, siêu tốc, phi mã, tất cả đều trở nên gọn nhẹ, tinh xảo hơn. Tuy nhiên, thì mặt trái của sự phát triển nóng của quá trình mở cửa, thiếu kiểm soát chặt chẽ, chạy theo những giá trị vật chất trước mắt đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về văn hóa xã hội, môi trường, đe dọa sự phát triển bền vững, thậm chí là dự báo những thảm họa. Vì vậy mà đầu xuân năm mới thì xin một lần nữa, xin dùng biểu tượng con trâu chậm mà chắc trong nhiều tình huống, sự việc cần thiết, nhất là với những lĩnh vực cần coi trọng giá trị tinh thần.
cần xới đắp nền tảng đạo đức. Gốc có bền, cây mới vươn cao. Nền móng có chắc chắn thì ngôi nhà mới vững chãi, phải không thưa quý vị?